Xin chào, tôi là Trần Song Bình, hiện là diễn giả của YouTube. Hôm nay tôi gửi đến các bạn một câu chuyện về cuộc sống, về công việc của tôi. Tôi đã thất bại và thất bại rất lớn, đó chính là phải ly hôn và bị mất việc. Với điều này, tôi gần như gục ngã và rơi xuống vực thẳm. Tuy nhiên may mắn là tôi còn hai đứa con để nên níu kéo lại, chứ không tôi đã từ chối cuộc sống này. Và tôi đã tìm ra chính thân tôi, khả năng của mình để tiếp tục theo cái đam mê của mình, đó là truyền đạt tất cả các cái kỹ năng, cái kiến thức của mình cho thế hệ phía sau. Đặc biệt hơn, đó chính là tìm ra chính bản thân mình bằng cách kiềm chế bản thân, kiềm chế lời nói, kiềm chế hành động. Tôi thành công, các bạn cũng thành công.